Ca, Anh Đức, Mạc Văn Khoa, hai anh chàng Mê Âm Thanh và cô chủ quán Đa Tài. Đội Xanh với Lê Trang, Đoan Trang, Từ Nhân, hai cô vợ hay ghen và bà chủ quán thích thêm dầu vào lửa. Ai sẽ thắng trong cuộc đỏ sức Hàng Xóm Lắm Chiêu bắt đầu ngay bây giờ? Mày hả? Chưa vào quán nhậu mà đã say rồi, thế này làm sao mà thưởng thức được? Yên tâm đi, có say gặp gái đẹp thì cũng tỉnh, mà có tỉnh mà về gặp vợ già thì nó cũng say. Đúng rồi. Hiểu không? Nghe mày nhắc tới con vợ là tao lại nhớ đến cái con người yêu tao. Sao mày nghĩ làm sao ấy, đời tao là yêu cái đẹp mê chân dài mà vậy, bố tao ép lấy một cái đứa mà nó đứng bằng tao ngồi luôn ấy. Trời trời, khổ dữ vậy trời. Bởi vì tao nói mày rồi, đừng có thèm lấy vợ nữa, rút kinh nghiệm từ tao đi. Con vợ tao nè, lúc lấy nó về người mi nhon nữ tính thon thả, làm như cưới xong về cái hóc môn nam trong cơ thể nó phát triển mạnh. Bây giờ tướng nó khỏi cần tập tạ mà vạm vỡ luôn, cái lực nó đánh cũng mạnh hơn nữa, mày hiểu không? Trời đất ơi, đàn ông giờ vậy đó hả trời? Được không được là chê thẳng thừng vậy đó. Rồi lại nhắm chén say, lang trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phần bèo 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 trôi 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 chờ người nói ông. Trời ơi, đâu đi chồng mình đang ở đâu chị có biết không chị? Mật khỏi quá trời ơi. Ủa đi kiếm ai vậy? Đi kiếm, đi kiếm ai vậy? Cho kia hai điệu dĩa mồi đi. Nhậu hả? Không, sao không lẽ vô quán nhậu mà đi ăn chè bà nội? Cái đó kỳ kỳ mà thôi, đợi xíu nha, lấy liền. Có liền bán gì mà kỳ cục, thôi mày nín đi, mày làm gì mày khóc hoài vậy? Rồi chị thấy đi đâu, chị có biết chồng em đi đâu không? Không, nhậu đi nhậu chứ đi đâu? Chồng chị đi chồng em đúng không? Đúng rồi. Rồi chị thấy đi vào chỗ nào, chị chỉ em liền đi. Cái quán kế một bên này chứ đâu. Phải không? Em ơi, em à. Dạ. Trời ơi, nhìn theo thái cổ luôn rồi. Cái gì vậy? Sạch tường. Cái gì vậy em? Hình như tao vừa mới bỏ lỡ một cái khoảnh khắc thú vị phải không? Thái cổ không thấy được. Em mới làm gì vậy em? Em choáng quá, choáng quá. Để em xem ngược lại. Em làm cái gì mà thấy hai bọn anh em đọc đầu vào tường vậy? Hai bọn anh đẹp trai. Sao vậy mà cũng nói được đây? Em chào anh. Wow. Chào hai. Oh yeah. Wow, có động đất hả em? Không anh ơi. Chắc tại cái quán bên kia á, mấy ông đàn ông á nhậu say xỉn rồi đập phá bên đó. Trời, đúng nghe. Đâu phức tạp vậy trời. Bà cho tôi hỏi cái con bên kia là nó là ai vậy? Sao nghe giọng dẻo quẹo vậy? Có gì đâu, con kia nó xấu hơn em lắm, đừng quan tâm, uống đi. Nè, nó nghe nè, ở đây chỉ có ba chị em thôi ha, mình nên thành thật với nhau đi. Bây giờ mà kiếm được một người mà xấu hơn cưng cũng hơi mệt à. Ở cái quán của em á, không những có em rất là đặc biệt mà còn có một tiết mục cũng rất đặc biệt không kém. Mà cái điều đặc biệt này á là em có một biệt tài, đó là đập chén. Đập chén? Lộn. Đi đập chén. Dạ, biệt tài của em đó là đàn chén. Nói nó đàn chén rồi đó. Đàn chén. Bắt đầu nha. Trời ơi, em đánh đàn chén cho mình muốn chén cái đàn luôn đấy. Anh ơi, có nghe chăng tiếng mẹ? Không, gì vậy bà? Quá nhậu nghe. Anh Khánh là chồng chị. Đại chị, xin lỗi. Anh Khánh lộn chồng luôn. Ai vậy? Tôi nè, vợ ông nè. Ủa sao tự nhiên có vợ tôi ở đây vậy trời? Đi đến quánh ghen chưa trời? Đúng rồi. Cái gì? Em quánh ghen hả? Đi em, đi ra khu quán. Đi ra khu quán. Em phong tỏa hết
cái quán này đi, khóa từ cửa cái, cửa sổ tới cửa toilet khóa lại hết. Cửa toilet khóa lại. Bác nói làm cái gì? Em đập cửa thì luôn. Em đập cửa thì luôn. Em đập luôn. Bây giờ sao? Hai anh vô đi nhậu nhẹt, rồi hai anh để vợ hai anh ở bên đó đó, đánh đùng 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 qua đây, rồi một lát nữa ập qua đây đánh ghen em rồi sao? Bây giờ hai anh đó, hai anh đi về, hay là hai anh ở lại chơi với em? Wow, chơi luôn em, chơi luôn. Wow. Ông nghe tôi nói nè. Bây giờ ông quyết định ông ở đây với con quỷ đó phải không? Đúng rồi. Cái gì? Cái gì mà nói tao con quỷ hả mày? Ê mày nói gì mày? Mày nhớ nó hả mày? Trời. Chị ơi, chị bình tĩnh đi chị. Chê dữ quá. Ủa vậy là dữ đó hả? Dạ. Ở nhà còn hơn vậy nó cưng. Đó, thấy chưa? Vợ mà dữ như vậy á, rồi sao mà chồng về? Chồng chỉ muốn ở đây nhậu thôi. Chị ơi, không có giải quyết cách này được đâu. Mình phải ra một cái gì thử thách gì đó đi. Đúng. Bắt mẹ anh phải về. Thôi được rồi. Bây giờ em sẽ dịu dàng với anh được chưa? Dịu dàng nhưng mà em cũng về trước đi nha. Được, bây giờ nếu như anh muốn ở lại đây, anh phải thắng tụi em một trò chơi. Ủa chơi gì vậy? Bây giờ hai ổng rất là mê âm thanh đúng không? Sẽ trò chơi âm thanh. Em biết trò đó nè, trò đó là sao? Bây giờ chơi là tụi em á sẽ lấy một cái vật gì đó tạo ra một cái âm thanh. Bên anh á phải tìm ra được cái vật đó và tạo ra âm thanh giống như vậy thì mới thắng. Đúng rồi. Còn nếu không là mấy anh phải theo em về nhà. Trời ơi, dễ ợt. Âm thanh là nghề của anh em mình rồi đúng không? Ở đây có chuyên gia đàn chén nữa mà. Bên đây là ba con đàn bà nè. Ê, chồng mà sao đổi đàn bà được? Bây giờ chơi không? Chơi liền nha. Chơi luôn. Ai chơi trước? Bên đây chơi trước nè. Rồi cho bên đó 1 phút để chuẩn bị. Rồi 1 phút bắt đầu chơi luôn. Bắt đầu đi. Trời ơi, sợ à. Trời ơi, không, bên đây mình đẹp, ba người đẹp mà. Bên đó hai thằng đàn ông với một cái con cao hơn tôi được cái gì? Chọn thì chọn, cứ chọn đúng không? Chị ơi chị có cái mục đích gì? Bây giờ đây nè. Trời ơi, bà nói ra ngồi tao biết hết rồi đó bà nội. Sao đâu, lấy cái này. Rồi cái này mày tao âm thanh sao? Em biết mẹ, để em tạo thôi cho. Trong quán em có mối đốt hả? Đây nè. Cái tiếng nó bự dữ lắm đó. Trời ơi, cái gì? Đây nè. Cái món này là món sở trường của em nè, mày cầm đi. Rồi, chọn cái đó đi. Rồi, bên kia nghe nè, nghe bên đây mà đón đi nha. 3, 2, 1. 1 phút bắt đầu. Trời, cái gì mà cái tiếng dơ dạng mà không cần biết cái gì hết chứ trời. Rất là nhiều đồ vật có thể phát ra tiếng đó. Trời, lạ quá chứ, trên đời này cái gì. Đón được tôi làm con không? Hai ảnh sẽ về thôi. Hai ảnh sẽ về thôi chị ơi. Mà mau kiếm chồng cho em nha. Em chết chồng cho em. Thôi, bỏ tay rồi. Không phải rồi. Chồng với bà xạo không biết cái gì đâu, biết đàn chén thôi biết gì. Anh ơi, nếu như anh nhớ về kỷ niệm của hai đứa mình, có thể anh sẽ đón được cái vật đó. Trời ơi, nó cười mang rồi. Rồi, bây giờ nghe, bên đây sẽ làm lại âm thanh một lần nữa rồi bên kia đón nha. Làm ba. Đi. Sao mỗi lần ba là nhảy vô vậy? Ai biết. Ba. Vô chị. Vô. Để tôi làm. Ba. Làm lẹ đi. 3, 2, 1. Có lẽ là đúng đây. Hãy chuẩn bị nghe âm thanh bên này. 3, 2, 1. Sao không phát âm thanh vậy? Không, em thử rồi vậy là thua rồi đó. Thử cái nữa. Chậm lại. Chạy vẫn thử gì kìa. Hai ba thử gì kìa. 3, 2, 1. Không có tìm ra được hả? Bên này có cô chủ quán vừa xinh đẹp vừa thông minh. Thôi. Cái con sâu tờ con khô của em. Không chịu đâu, chơi tiếp đi. Tiếp hả? Rồi anh phải cho tụi em một cơ hội ở lại chơi. Không rồi đó. Nhục, năn nỉ nhục. Bây giờ mình
Tao nghiêm tập 2 nha con quỷ. Bây giờ mình rất là công bằng và sòng phẳng, cho nên là mình sẽ cho các bạn gỡ gạc lại nha. Đúng rồi. Bây giờ 1 phút bên này tìm đồ, bên kia chuẩn bị nghe nha. 1 phút bắt đầu. Rồi tìm. Rồi tìm. Từ. Ê cái gì im lặng vậy? Cái nhỏ này nó lùn quá em, đứng mà tao nghe đúng rồi. Người ta làm cái gì thì kệ người ta đi. Đóng chưa? Chưa. Kính thưa các bà vợ và bà chủ quán bên kia. Yeah. Chúng tôi đã tìm được đồ vật gây ra một tiếng động vô cùng kinh khủng. Wow. Bây giờ mọi người hãy chuẩn bị lắng nghe. 3, 2, 1. Ủa làm trước. Bắt đầu. Làm trước. Cái này đúng không? Nhớ cái đó là cái gì ta? Không biết luôn á. Cái tiếng gì mà nó nhẹ nhàng lắm. Phụt một cái. Nó nghe là cái gì đây? Nó tìm được cái này rồi nè mày. Phải không? Tao đoán. Mà chắc không? Chắc là nãy giờ mới đó kiếm đồ vất vả lắm nhỉ? Có gì đâu vất vả. Bình thường thôi. Nè, bây giờ nè, nghe lại cái âm thanh khủng khiếp này một lần nữa nha. Nghe nè. 3, 2, 1. Làm gì cười, từ từ ta có nè. Tìm ra chưa? Ôi, rồi. Cô thì cứ nhận đi, sao phải khổ. Rồi bên này nè, bên này làm lại cho nghe nha. Rồi, bắt đầu đi. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Ông ơi, hãy nổ đi! Để cho em tâm phục khẩu phục á, em có biết nãy giờ anh làm tiếng động từ đâu không? Từ đâu? Từ đâu? Từ một cái vật thể rất là khủng khiếp, to bự chảng. Cái gì vậy? Em hãy nhìn vào góc nhà bên đó đó, tại vì ở đây hình như quán nào người ta xây giống y chang quán đó. Rồi, cái gì anh? Ở trong góc nhà nó có một cái kệ màu trắng đi đựng gia vị. Rồi. Tất cả các thể loại chai lọ, thấy không? Thấy. Anh bưng nguyên cái kệ đó ra nhưng mà anh chỉ gõ cái nhẹ à. Trời ơi. Ủa là sao? Thôi, anh chơi ăn gian quá à. Bên đây con gái không sao, người ta khiên nổi một cái kệ. Đó, bọn em đi chơi dùng sức đó đúng không? Thôi, chị kỳ quá. Hồi nãy sao không nói, một mình tôi bưng cũng đủ rồi. Trời ơi, thấy chưa, em quên bên đó có voi hả em? Thôi đi, thua rồi, để mấy ông chồng bên đây nhậu nha. Không được, chơi phải công bằng, chơi tiếp đi. Giờ chơi game thứ hai nè, bây giờ mình sẽ tìm hai món vật, tạo ra hai cái âm thanh trong vòng 1 phút rồi bên kia đón lại được không? Rồi, vậy thì bên nào chơi trước đây? Chơi trước luôn. Chắc bên kia chơi trước đi mình nghe. Bên kia chơi trước đi. 1 phút bắt đầu. Đi. Bắt đầu. Tìm hai món. Ê, sao im re vậy? Từ từ má ơi, sắp thua rồi đó, hay quá. Bị nghe âm thanh bên này tạo ra nè. Rồi. 3, 2, 1. 1, 4. Bắt đầu. Nó quên, mình phải qua đó mình nghe. Đi chung nè. Sắp hết giờ rồi. Kể ta đi, bên đây có đồ thôi. Sao rồi? Bên đó đã kiếm được đồ chưa? Tất nhiên là có rồi. Không được cũng phải được. Vậy bây giờ cho nghe lại lần nha. So sánh coi nó có sai gì không nha. Sai chắc. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Sao cái tiếng này nó khác hồi nãy nữa trời. Khác chưa? Có nghe có một tiếng à. 3, 2, 1.
thai đấy. Nhạc bị nhão luôn rồi, nhạc bị nhão luôn rồi. Nhạc bị nhão luôn rồi. Đừng có dụ, đừng có dụ ha chú tai. Đừng có dụ tóc luôn. Rồi cũng sẽ nổ thôi. Nhưng không biết nổ khi nào. Nói nói gì? Cái đầu tiên á, chứ cái thứ hai là tôi chắc chắn đúng rồi. Thôi vậy mốt mở tivi coi đi ha. Nói đi. Giờ muốn biết quá không? Món thứ hai trước nha. Dạ. Món thứ hai là trái dưa leo. Thấy chưa? Món thứ nhất là một cái thớt. Rồi bây giờ về đi cho tôi nhậu. Về đi. Bây giờ tôi nói đúng lại. Hai bà vợ lên buồn ào mệt quá. Còn ào cái gì? Tao không muốn chơi, muốn chơi hoài. Một phút bắt đầu. Rồi đi tìm đầu đi. Bắt đầu rồi, tôi biết mà không chơi. Nghe cái gì? Thấy cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Đó nè. Yên tâm đi, chị nữ tính lắm. Để chị ăn này ăn được nè, cái này ăn được. Đó rồi, đúng không? Cái này ăn ngon nè. Đó bên kia nữa, cái bên kia nữa. Quả cái này nè. 3, 2, 1. Hết trên giò. Nè, chuẩn bị nghe nha. Áp sát tay vô tường mà nghe nha. 3, 2, 1. Một phút bắt đầu. Cái gì đây? Cái gì đó mà nghe một cách chạy rầu rầu đi thôi. Bây giờ phải kiếm nè mình Thành. Chị em mình nè nó. Là này làm giúp hai chế là lấy chồng về rồi. Đành đáp em cái gì đây? Cho thì em sửa sắc đẹp nè. Cái này hơi mệt à. Sao mệt? Bao nhiêu cho đủ? Cần nghe lời không? Nghe. Nghe. Chuẩn bị em. 3, 2, 1. Chuẩn bị nghe nè. 3, 2, 1. Trời ơi. Tạo ra ba âm thanh khác nhau, chơi không? Chơi thì chơi. Chấp bên đó chơi trước không? Chấp luôn. Thôi chấp bên đó chơi trước đó. Một phút cho bên đó bắt đầu. Trời ơi, ok ha. Mạnh ai lấy tiền. Giống như bị chua chua kịp phản ứng luôn á. Giả bộ đó. Giả bộ nói chuyện sao? Mày lạc hướng á. Hương đông kích tây. Ai chọn cái kia hết giờ rồi. Mày á, tao chọn rồi. Rồi, xong luôn. Chuẩn bị xong chưa? Bên này làm đó nha. Làm đi, đang nôn nghe lắm rồi nè. Nghe nè. 3, 2, 1. Một phút, một bắt, phút đầu. Bắt đầu. Đập một cái gì đó. Không có đập. Có. Cái tiếng cuối cùng mạnh lắm. Kém đi. Chứ một cái vẻ đẹp thông minh như tôi không bao giờ đoán ra được đâu. Cho mà biết. Lấy cái này rồi nè. Em thấy tội nghiệp quá. Em cho nghe lại một lần nữa để coi có thay đổi suy nghĩ không nha. Làm đi. Rồi, lắng nghe cho thật kỹ nè. 3, 2, 1. Có định thay đổi vị trí không? Em nghĩ là vị trí nào nó cũng sai anh à. Không thôi, lần đầu tiên chị thấy Cưng thông minh. Tự nhiên đặt tình cái nhỏ dễ sợ. Ôi, niềm tin mãnh liệt quá. Đúng rồi, mặc dù tao chưa biết nó phát ta kêu như thế nào đâu. Bắt đầu đi nào. Bây giờ làm trước nha. 3, 2, 1.
điểm đầu thôi. Đi. Gì mà im re bởi không có gì. Trời ơi, bà im lặng không ai nghe được gì cho sao đón trời. Hai chừng là giờ cô Hương nó dẫn hai đi đâu rồi? Còn sống không nha anh trời? Nghe em Thanh kìa. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Một phút bắt đầu. Em kiếm đi rồi anh làm lại. Cái này không, cái này tin tôi đi, cái này tôi có một lát tính. Cái này là tao đập linh tính của người phụ nữ luôn đúng đó, cô tin. Rồi cái miếng thứ ba là cái gì? Còn cái thứ ba là cái gì? Không, cái này cái thứ ba nè. Cái thứ ba trời ơi, dạ hoài quá trời. Rồi bên đó nghe lại lần nữa nha. Chuẩn bị đếm, chuẩn bị đếm. Rồi. 3, 2, 1. Đây làm nghe lại nè. Làm đi. 3, 2, 1. Anh muốn tâm sự với vợ anh chút. Dạ. Thiệt sự ra vợ anh vẫn là nhất trên đời. Yeah. Chỉ có điều vợ tối ngày dữ quá, la mắng chồng hoài à. Chồng có những cái thú vui, có bạn bè, đôi khi muốn nghe nhạc mà vợ cũng khó khăn cấm cản với chồng nữa. Rút kinh nghiệm nghe chưa, bữa nay là dạy cho vợ một bài học đó. Để dạ, tao qua tao dạy nữa anh. Em ơi. Dạ. Em thấy chưa, tuy là bây giờ anh thắng nhưng anh vẫn muốn về. Ừ. Em chưa có lấy anh mà em đã quản anh như thế rồi. Em lấy em và anh về thì anh chịu làm sao nổi em. Dạ em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi thì anh tha lỗi cho em. I love you. Tính ra nãy giờ là em là người rảnh nhất ở đây đó hả? Đó có nghĩa là hai anh vô quán em nhậu xong rồi bắt em chơi trò chơi. Em chơi quá trời chơi xong hai anh đi về. Đúng rồi chứ làm sao. Sao nữa? Làm gì vô đây là nhậu vui vẻ thôi. Chứ không phải tụi anh háo sắc đâu nha. Trời ơi. Cái gì? I love you.